Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước chúng tôi đã phản ánh về thực trạng xe quá tải trên địa bàn tỉnh. Hậu quả của xe quá tải hoạt động không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, khi nhiều tuyến đường được đầu tư hàng chục thậm chí là hàng nghìn tỷ đồng nhanh chóng bị xuống cấp, hư hỏng, mà còn đe dọa đến sự an toàn tính mạng của người tham gia giao thông. 6 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 11 năm 2018. Nếu ai đã từng tận mắt chứng kiến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô tải chở cát và hai xe mô tô làm hai người chết, một người bị thương nặng xảy ra trên quốc lộ 39, đoạn qua địa bàn thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, có lẽ không khỏi đau xót, tiếc thương cho số phận của hai nạn nhân còn rất trẻ. Mặc dù gần 2 năm đã trôi qua, nhưng dư âm của vụ tai nạn vẫn luôn là nỗi ám ảnh bà Nguyễn Thị Tập, một hộ dân sinh sống gần đó, mỗi khi nhớ lại. Còn đây là hình ảnh của vụ tai nạn giao thông xảy ra vào 10 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 tại cầu vượt quốc lộ 38 thuộc địa bàn phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, giữa ô tô tải với xe mô tô. Hậu quả của vụ tai nạn đã làm 3 ông cháu đi trên xe mô tô bị thương vong. Nguyên nhân vụ tai nạn là do xe ô tô tải chở cát quá nặng khi đi đến chân cầu vượt, trong khi vào cua bị lật, đè lên xe máy. Ngoài hai vụ tai nạn liên quan đến xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng nói trên, theo thống kê của chúng tôi, từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh có gần 15 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe chở cát sỏi và đất đá. Trong đó, có nhiều vụ nguyên nhân là do các lái xe ô tô chở vật liệu xây dựng không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát. Ngoài gây tai nạn giao thông đe dọa đến sự an toàn tính mạng của người tham gia giao thông, tình trạng xe chở quá khổ, quá tải còn gây thiệt hại về kinh tế khi nhiều tuyến đường được đầu tư hàng chục, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng nhanh chóng bị xuống cấp, hư hỏng. Đơn cử như đường 384, 383 qua huyện Quế Châu, mặc dù mới làm nhưng có nhiều đoạn bị băm nát, tạo thành những hố sâu, thùng vũng, đe dọa các phương tiện tham gia giao thông và gây tai nạn giao thông. Thì hàng đêm hàng ngày chạy không biết là bao nhiêu lượt chuyến để xe cát chạy, rồi mưa thì lụt, nắng thì bụi, mà dân thì coi như là khó chịu về cái con đường này quá đấy, mất bao người dân đi qua ngã chúng tôi đều phải chạy ra lâng thôi, toàn phải đi cấp cứu. Lượng xe qua đây thì nói chung là đông, xe thì toàn xe to, thì đường thì nói chung là cũng không thể tránh được, chạy nhiều thì nó cũng hỏng thôi. Đường đê tả sông Hồng được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, mặc dù đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng có nhiều đoạn chạy qua huyện Quế Châu và Văn Giang đã xuống cấp, bị sụt lún. Quốc lộ 39 và quốc lộ 38 năm nào cũng được duy tu sửa chữa, nhưng chỉ một thời gian ngắn lại bị sụt lún, tạo thành những sống lưng rất nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là hàng ngày có rất nhiều xe tải trọng lớn chở quá tải lưu thông qua đây. Xe này chạy toàn xe dài, lướt nó chở gạch. Nó hàng bao nhiêu tấn thế thì là gì, đường tan, hai đây là yếu sẵn rồi, nên là cái vết này là vết ta hàn đứt đấy mà, vừa rồi hàn xong đấy chứ. Đường 380, 385 qua huyện Mỹ Hào và Văn Lâm, hay đường vào khu công nghiệp Cô Đối A, mặc dù thường xuyên được duy tu sửa chữa, nhưng chỉ được thời gian sau lại bị cày lên bởi các xe quá tải. Thậm chí, nhiều tuyến đường bê tông nông thôn nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới, mặc dù mới được đầu tư, nhưng cũng bị hư hỏng, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân. Xe quá tải rồi, xe quá khổ chạy cũng tương đối nhiều. Thế mà trên địa bàn huyện Văn Lâm này, là kể cả đường tỉnh, đường huyện là thường xuyên sửa chữa, nhưng mà chỉ được khoảng 2-3 tháng là lại hỏng, lại tan. Xe quá khổ, quá tải, tồn tại cái giá phải trả, sẽ không chỉ là gia tăng tai nạn giao thông, là tăng gấp nhiều lần con số hàng chục, hàng trăm tỷ đồng tiền ngân sách duy tu bảo trì đường bộ mỗi năm. Mà nguy hiểm hơn là sự phớt lờ kỷ cương, xem thường phép nước, khi vì lợi ích mà cố tình để cho những con voi chui lọt lỗ kim.